ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu là rang đậu phụng tỏi ớt. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta xắt ớt. Làm đậu phộng rim tỏi, rim mắm đường tỏi ớt. Còn hôm nay là mình rang đậu phộng tỏi ớt. Còn bữa là mình rang đậu phộng nước mắm đường tỏi ớt. Khác nhau nha các bạn và các cháu. Cháu hỏi cô rằng cô giống bác sĩ Lựu ở Buôn Mê Thuột quá. Nhưng mà cô cũng là ở Buôn Mê Thuột, cô tên là Lựu cũng ở Buôn Mê Thuột. Nhưng mà cô không phải là bác sĩ Lựu. Buổi chiều cô thấy có một bé hỏi cô như vậy, cô là giống bác sĩ Lựu ở Buôn Mê Thuột quá. Cô cũng tên là Lựu của cô ở Buôn Mê Thuột, nhưng mà cô về Đồng Nai này từ năm 2010. Hiện bây giờ là cô ở Đồng Nai. Là có thể bé đã quen cô rồi đấy. Một lạng đậu phộng đó, một lạng đậu phộng. Bây giờ cô bắt đầu rang đậu phộng. Mình để lửa nhỏ thôi nha các bạn và các cháu đó, mình để lửa nhỏ thôi, nhưng là lửa to nó dễ cháy lắm. Đây là một lạng đậu phộng, cô mới cân một lạng đậu phộng cô rang. Các cháu nhớ rang đậu phộng để lửa nhỏ thôi nha, các đủ lại lửa to dễ cháy lắm. Các cháu ơi, mình cho một ít muối vô cái chảo rang đậu phộng nhé. Mình rang khô các cháu thì nó sẽ chóc vỏ ra, còn rang có dầu thì nó không chóc vỏ.
Đó, ta sàng lên cho rớt những cái vụn vặn xuống dưới. Bây giờ ta bật bếp lên. Mình để lửa nhỏ cho các bạn và các cháu ạ, ta đổ lên một ít dầu thôi. Bây giờ ta bắt đầu đi phi tỏi với ớt. Bột nữa các cháu ạ. À. Đó, cho ớt bột nữa. Cho ít thôi, sợ cay quá ăn không được. Có bình thường là không có được quá. Bây giờ có cho đây một ít muối các cháu ạ, à. Ít muối thôi. Đó. Sợ nó mặn. Đó, cô phi tỏi thơm rồi, cô bắt đầu đổ đậu phộng vào. Cô cho chút dầu nữa. Có làm các chú đeo khẩu trang rồi nha. Đỡ rang tỏi hả? Sặc cái mùi tỏi ghê đó. Đó, rất là nhanh và rất là đơn giản. Rồi là ta đã xong rồi, ta bắt đầu tắt bếp các cháu ạ. Các bạn và các cháu thân mến này, ăn cái đậu phộng rất tốt cho sức khỏe. Là đậu phộng là giảm cholesterol và tăng trí nhớ, ai mà hay quên á là nên ăn đậu phộng thường xuyên. Cô hả, ngày nào bữa trước cô không ho, 4 ngày qua ăn hết cái đậu phộng luộc. Bác sĩ bảo là ăn đậu phộng là tăng trí nhớ, cho nên là ngày nào cô cũng ăn hết 1/4 ký á. Còn nắm cô múc đỡ là cái chén này rồi. Món này vừa ăn cơm vừa nhậu cũng được các cháu ạ, và các bạn ạ, vừa ăn cơm cũng được vừa nhậu cũng được. Mình rang mình cứ để tủ lạnh nó rất là giòn, không bỏ bịch ni lông vẫn giòn. Bây giờ nó đun nguội rồi, cô đổ ra cái dĩa cho các cháu nhìn thấy cho nó đẹp này. Đó, các cháu nhìn thấy không, rất đẹp. Cô ăn thử hạt xem có ngon không? Ngon lắm, giòn lắm. Trời ơi, rất là giòn luôn. Rất là giòn cái cháu ạ. Đó, một chiếc đậu phộng rất là đẹp. Một rạc đậu phộng có 5.000 thôi. Còn ớt với lại tỏi thì nó có bao nhiêu tiền đâu.
rất là rẻ. Đó, mình ăn nhà mình chừng hai người là ăn cơm dư sức. Ăn cơm cũng được mà nhậu cũng được. Mà ăn chơi cũng được. Đó, các cháu nhìn này. Vậy ta đã thành công. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công.